học sinh củ nâu về con nhượm. Nhuộm cho nó cầm màu lại là hoàn thành xong một cái y. Nhưng mà nhuộm bằng cái màu này nó phải có thuốc sứ, phải có đồ thuốc, phải có nguyên liệu nhuộm nó mới được mọi người ạ. Nhuộm đến 7 lần. Y này y dưới. Y này y hạ. Y hạ. Mới nước đầu tiên thôi. Cho nó trầm màu lại. Nhưng mà màu này mới có màu đầu tiên thôi. Còn thuốc đây. Nước đây, nước của củ nâu. Củ, một là củ nâu, hai là vỏ cây sung. Còn ba là cái gỗ vang. Mọi người có biết cái gỗ vang không? Cái gỗ vang mà người đồng bào họ nấu xôi á. Người đồng bào họ nấu xôi á. Có cái gỗ đó thì nhuộm nó tốt. À đúng rồi cô Vân, gỗ vang màu đỏ. Này, con nhuộm xong rồi, bây giờ con phơi rồi.